mong người phụ nữ bao giờ cũng lớn hơn một người nam giới. Cái da của người nam giới thì bao giờ cũng giảm hơn người nam. À, nó là một cái dáng người nó lại vậy mà. À, cho nên là thường á thì là cái nhu cầu của người phụ nữ là dạng cái nam á, nó chỉ có người dạng nam. Tức là cái nhiều cái kiểu của nhu cầu đó. Cho nên mỗi mắt con có liên quan đến cái phần cứng, đó là cái chân chậu mà nó bất thường thì không thể nào lọc cái bé trước được, mà nó lọc luôn được nó không được mà phải mổ thôi. Thì lọc chân chậu cái nào đó thì về đọc lại coi, nó có nhiều phương trào Việt Nam nhận cơ ra là khi mà phương chậu nó không đủ rộng cho em bé nó lọc xuống thì tất cả những trường hợp liên quan đến phương chậu bất thường đó là chúng ta dùng trường hợp mắt con ra nguyên nhân phương chậu. Cung chậu này nói chung một cái gì đó là mình sẽ diễn giải ra cung chậu hẹp eo trên, eo giữa, eo dưới, cung chậu hẹp hoàn toàn, trên ba cái eo đó đều hẹp hết là những người đó mà nhỏ xíu, mà nhỏ. Cái thứ hai cung chậu bình thường nhưng mà sao? Sao? Thai nó quá to cho nên là nó không thể nào nó lọt xuống được luôn. Chẳng hạn như cung chậu bình đa bình thường, thường thường thai to là nó gặp ở đâu? À, người bé tháo đường, họ đái tháo đường cho nên là cái thai họ rất là to, thậm chí cho lên tới 5kg là tôi có lần đi mổ mắt con cho một người, một bé cân nặng tới 5kg, nó bằng một em bé 7 tháng luôn cả hơn rồi. À, mà 5kg thì đâu có lọt được đâu, cho nên là một là cung chậu bình thường, cung chậu hẹp hay bình thường là không sanh được, không lọt được đó. Hai là cung chậu bình thường, ba mà con to. Bây giờ cung chậu giới hạn, biết cung chậu giới hạn không? Cung chậu giới hạn tức là cung chậu không phải to mà cũng không có hẹp. Tức là nó hẹp nhẹ nhẹ, ví dụ như là sờ được, không có sờ được hay không. Thường thường là cung chậu giới hạn là cung chậu hẹp eo ở giữa. Cho nên giờ vì khi mình chờ thấy cái gai hông nó hơi gần gần nhưng mà thẳng cũng không có gần. Vậy thì có sanh được không? Được không? Được, cái một điều kiện là gì? Là gì? Là thai nhỏ nãy giờ đi đâu? Đi ăn. Hả? Đi đâu? Đi ăn. Nó không được nha, không được. Đi ăn hả? Cho đi ở với em. Đi ăn trực. Đi ăn trực hả? Đi về thấy đồ. Nãy bạn này nói về đồ, giờ nói gì ăn? Dạ không, phải nói ba bạn nữ. Ủa gì là đi đâu? Rồi hết chỗ rồi, rồi đứng đó. Cứ được chỗ rồi, cứ gọi đứng. Thành viên cả. Rồi nó tới đâu rồi? Tức là chỉ đối với khung chậu mà nó bình thường thôi, khung chậu mà nó hẹp, nó có giới hạn thôi, tức là mình thấy gai hông nó rộng. Như vậy thì có trường hợp tiền sanh được không? Sanh được với trường hợp là thai nhỏ. Nhưng mà thai nhỏ thì có sanh được không? Người ta phải làm thêm gì nữa? Làm thêm cái gì nữa phải không? À, biện pháp lọt, biện pháp lọt thì khi nào làm, lúc làm coi gì? Hả? Biện pháp lọt thì người ta phải thêm vô cái chữ biện pháp lọt nôi chọn. Chỉ có nôi chọn mới làm biện pháp lọt, còn các nơi khác không có làm biện pháp lọt. Đó, cái thứ nhất là bộ bắt con về phía mẹ là một cái khung chậu, khung chậu bất thường nha. Thứ nhất đây đó, thứ hai là cái gì? Khung chậu với hàng này cũng ra, nhưng mà cũng thường liên quan tới những thứ đó. Còn gì nữa không? Rồi thay nó to, lại ta cho những lúc lẽ này mình phải nói luôn cái này là cái, nhưng mà cái này mình nói luôn á. Mà về cuộc đời khung chậu bất thường, khung chậu méo, khung chậu nhân nhân. Rồi, bây giờ không có phải là khung chậu thì là cái gì? Bệnh lý của mẹ, bệnh lý của mẹ thì cái gì mình sẽ mổ? Gì mổ? Tiền nhắn giật. Tiền nhắn giật mà nó có một cái điều kiện nữa. Tiền nhắn giật, không có bài dẫn giật chưa? Người ta không đổ ra cái bài tiền nhắn giật là cái bài mà nó thay đổi nhiều tên đó. Trước đây người ta gọi là chuyển độc thay nhén, rồi tới tiền chẳng giật, rồi tới tăng huyết áp thai kỳ. Bây giờ là cái gì? Bây giờ học là thầy cô giảng là gì? Tiền sanh giật. Tăng huyết áp thai kỳ, tiền sanh giật. Tăng huyết áp thai kỳ gọi gì đó? Tiền sanh giật. Phân biệt cái đó là sao?
tăng huyết áp thai kỳ là dưới trước tuần thứ 20, tăng huyết áp trước tuần thứ 20. Thấy không? Sau tuần 20 không có cần đệm đâm nhện, không có tăng. Rồi, tiền giật là tăng. Tiền sản giật là sau tuần thứ 20 đạm nhện nó tăng. Có đạm nhện. Trước tuần thứ 20 thì sao? Trước tuần thứ 20 là cho tăng huyết áp mãn. Tức là thường thường cái bệnh lý mà tăng huyết áp thai kỳ á thì nó sẽ xuất hiện sau tuần 20. Dạ đúng rồi. Là mấy người sẽ mới gặp cái kỳ là tăng huyết áp của thai kỳ. Còn có người đã tăng huyết áp sẵn được, tức là người ta chưa có thai đã tăng huyết áp. Là tăng huyết áp mãn. À, dùng cái từ tăng huyết áp mãn cũng được, nhưng mà có người không chịu. Không chịu tăng huyết áp mãn, mà họ chịu là tăng huyết áp có sẵn. Không có gì, là đi gặp cái gì đó. Có khi người không chịu tăng huyết áp thai kỳ mãn. Tại vì tăng huyết áp không có cấp, không có mãn. À, thì ra là huyết áp có sẵn, tức là cái người này có huyết áp sẵn đó, khi mà có thai thì khả năng bị tiền sản giật cao hơn cái người bình thường. Thành ra khi mà người ta khi mà có thai sau tuần 20 mà tăng huyết áp tăng không kèm theo bất cứ thứ gì thì người ta gọi là tăng huyết áp thai kỳ. Đó thì là gọi là có khi người ta không điều trị được, chỉ là điều trị tăng huyết áp thôi. Tuy nhiên trong tất cả những trường hợp mà có thai cộng với huyết áp thì người ta đều có điều trị giống nhau, thì theo cái mức độ. Vậy thì tăng tiền giật nặng, tiền giật thì có gì nữa, người ta phân ra làm hai, tiền giật bình thường, tiền giật nặng. Vậy thì cứ viết thôi. Rồi, đó là tiền giật nặng, nhưng mà không phải tiền giật nặng nào cũng đem đi mổ bắt con. Chỉ được mổ bắt con, tiền giật là như nào? Không đáp ứng với điều trị nội khoa. À, thứ nhất là điều trị nội khoa sau 24 giờ không đáp ứng. Phải 24 giờ rồi. Tuy nhiên cái đó bác sĩ cứ lý luận ra đó, người ta cũng cho đi mổ. À, có những trường hợp người ta cũng đem nghi ngờ người ta cho đi mổ. Hôm qua có hội chẩn với bệnh viện Từ Dũ là cái ca thì cái bệnh nặng mà hòa bè á, chẳng có nghe không? Có được nghe không? Bạn có nào nghe được không? Ở đây nè, tức là tuần nào Từ Dũ cũng hội chẩn với lại tất cả các tỉnh phía Nam, bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với các tại tỉnh phía Nam. Các tỉnh phía Nam tụng người ta phân công tỉnh nào báo cáo bệnh gì đó thì hội chẩn với bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Từ Dũ cho hội chẩn online với tất cả các tỉnh phía Nam. Nhưng cũng có một số tỉnh miền Trung họ cũng tham gia, cũng xin tham gia thì bệnh viện Từ Dũ cũng cho luôn á. Thì ngày hôm qua là bệnh viện Quảng Ngãi á báo cáo trường hợp là tiền chẩn giật nặng OAB á, không biết các cháu có được nghe không, tại vì cái đó của bệnh viện rồi đó. Thì ra trường hợp trong trường hợp mà tiền chẩn giật nặng á mà điều trị thì cái danh mà điều trị trong 24 giờ huyết áp không thay đổi thì người ta cũng phải cân nhắc chấm dứt thai kỳ chứ không phải mổ bắt con. Cho nên tiền chẩn giật nặng, tiền chẩn giật mà điều trị nội không thay đổi thì người ta sẽ chấm dứt thai kỳ. Chấm dứt thai kỳ thì có mấy phương pháp, hai phương pháp là gì? Mổ lấy thai với lại có phải chuyển dạ. Phải nhất chuyển dạ thì người ta sẽ làm gì? Tiêm insulin. Cơ học hoặc là gì? À đúng rồi, cơ học là cái gì? Xe đổi vô lọc ói đặt xong phân lầy. Cái bữa là gì nữa? Lọc ói. Lọc ói là gì nữa? Đặt xong phân lầy. Đặt phô lầy. Mục đích hai cái mấy cái đó để làm gì vậy? Nông. Sao mà làm kiểu bác cũng dài được? Sinh viên thì phải học cho nó đời đến chó. Phải hiểu được vấn đề luôn. Tại sao phải làm vậy vậy? Xe đổi vô để làm gì? Tăng chất estrogen. Sao mà treo lưỡi cái chất estrogen được? Sao mà treo lưỡi làm cái tăng tiết được? À, nó còn tiết ra gì nữa không? Cái chính của nó tiết ra cái gì? Nó tăng lên đi thôi. Hả? Rồi đắt tiền đúng rồi. Cứ mình dạng nói thôi, nói thì sợ chặt như ổng chào hết á. Đi học nhiều khi trả lời sai lại là nhớ, trả lời đúng. Khi mình bé nó bú mẹ đó thì nó sẽ làm gì? Nó kích thích cái âm vú, mà nó kích cái âm vú thì nó biết tạo sữa thì do là tiết ra cái prolactin. Mà cái prolactin nó tiết ra thì nó tiết thêm cái hồi dịu dịnh cái kèo. Cho nên là người ta lợi dụng cái đó, ta lợi dụng cái chỗ mà bé nó bú và tăng tiết prolactin, người ta phát hiện ra là nó có oxytocin nữa, cho nên là người ta kêu kích thích đầu vú để làm gì? Để cho oxytocin nội sinh nó tăng lên. Mà oxytocin nó tăng thì nó làm gì?
là co bóp cơ đi cung, mà nó co bóp cơ đi cung khi một cái bầu thai như vậy nè, mà cơ đi cung nó bóp giống như là cái bong bóng này ha, cái trái này cái bong bóng nó bóp cái bong bóng lại, bong bóng là sao, nó sẽ giãn cái chỗ nào, nó giãn chỗ nào mỏng nhất, đúng không? Cái chỗ nào mà có cái mặt trăng, nó chơi bong bóng không, nhỏ chơi bong bóng không, cái mặt trăng là sao, cái chỗ nó khuyết, nó không đều cái cao su quá, nó cái màng không lét rồi, cái mặt trăng bóp mạnh quá cái bể chung mặt trăng à, thành ra cái bọng thai cũng vậy thôi, khi mà cái cung nó co bóp thì nó tìm chỗ nào nó hở ra, thì có chỗ cổ cái cung nó có cái lỗ mà, còn lại đâu có cái lỗ đâu, cho nên nó sẽ mở. Rồi còn gì đó, lắp cổ đi làm gì, nó phải làm gì, lắp cổ với lại đặt cù lèn nó giống nhau không hả, giống không, lắp cổ với lại cù lèn giống không, cách làm gì khác nhưng mà cơ chế thì là giống. Là tại sao lắp cối mà ngón tay mà tại sao mà đặt cù lèn biết không? Đúng rồi, các bạn biết đó, thì cái đó biết hệ đó là làm gì, lắp ối để làm gì, là làm cho cái màng ối tách khỏi cái lỗ trong cổ tử cung, mà nó làm tách khỏi lỗ trong cổ tử cung nó gây ra một cái viêm vô trùng, một cái viêm vô trùng chỗ đó nó sẽ tăng tiếp, mà thường cái chỗ nào viêm á thì có tarangin nó sẽ tăng lên cái chỗ đó viêm rồi. Mà viêm vô trùng nha, chứ còn viêm cho viêm khuẩn á là bạch cầu tăng, còn này viêm vô trùng do thì gót lên đi nó tăng, thì nó chống viêm, gót ra nó đi nó tăng, nó sẽ làm cho mềm cổ tử cung, cái kích thích ra cái mềm cổ tử cung, cho nên là khi mà mình lắp màn ối để làm gì, làm kích thích trình viêm, làm cho tăng tiếp prostaglandin, làm tiếp prostaglandin nó làm cho tăng tiếp oxytocin, thứ nhất nó làm tăng tiếp oxytocin, thứ hai nữa làm cho cái cổ tử cung đó nó mềm ra. Nhưng mà lọt một ngón tay mới lắp màng ối được, phải không? Ngón tay mình chọn vô lọt thì mình mới lắp màng ối được, chứ ngón tay không lọt chào lắp màng ối. Cho nên là người ta nghĩ ra cái kế là gì? Lọt ngón tay không được thì chọn ngón tay vô. Thì cái bô lây với cái ngón tay giống nhau. Khi nào lắp ối bằng ngón tay, khi nào mình chọn được ngón tay, người ta đâu có đọc bô lây. Tức là bệnh nhân ít nhất cũng phải mở một phần. Cái cổ nó cũng mở một phân người ta mới lắp màng ối được, còn không mở một phân còn cánh bít thì người ta đặt cái phô lầy vô, tại vì đó nó có cái lỗ sẵn, mặc dù nó bít ra cái nút nhầy nhưng mà chọt vô vẫn được, đó là cái bác chuyển dạ, đó là cái cơ học. Còn thuốc thì dễ, là thuốc có nhiều loại ha, cái loại hiện tại là cái gì chứ không, là Rovet, đó là Rostrandin E2 đó, tức là cái Rovet cũng là cái chiết xuất người ta làm từ cái Rostrandin, tại vì mình làm cơ học á nó có Rostrandin E1, còn người ta làm Rovet là tôi làm mà cái Rovet á là Rostrandin E2, tức là người ta làm cái đó đặt vô cái cổ tử cung nó mềm ra, cái đó là kích thích cái cơ gò, mà nó kích thích cơ gò rất là nhanh lắm, thì cái thuốc đó là cái thuốc hiện tại bây giờ ra là hiệu quả nhất trong vấn đề mà phải bắt diễn giả. Rồi ở trường hợp mà người ta khi mà chuyển cái dạng nặng á, thì nãy giờ nói vòng vòng mỗi con, nhưng mà nó là cái đó cơ chế tại người ta nó làm vậy, thì người ta phải khởi phát uống, người ta phải chấm dứt thời kỳ bằng cách một là không chăn đẻ đường dưới, thì làm sao một con thôi. Rồi còn gì nữa không, bệnh gì nữa, bệnh gì mà phải mổ nữa, các bạn đi ăn nó về hả? Bà đi ăn mới về. Thôi đồ. Tiết mạch. Bệnh gì nặng nữa không? Bệnh tim được không? Bệnh tim nặng. Thường thì bệnh tim nặng đó là người ta phải cũng cân nhắc lắm. Ví dụ như bệnh gì mổ thì đối với người bệnh chuyên tim á, để dễ bị tim tắc mạch lắm so với người bình thường. Xanh nó cũng nguy hiểm mà mổ nó cũng nguy hiểm, nói chung là bệnh tim người ta không khuyên xanh, tức là cái người bệnh tim hồi xưa nó có một câu này nhưng mà bây giờ người ta bỏ cái câu đó rồi, cái người bệnh chi tim nặng thì không nên có chồng gì đó, hàng ni biết không, cái gì đó, cái chuyện gì biết không, có cái câu chuyện mà cái tiểu thuyết gì của gì mấy mấy cháu không biết đâu, cái hồi đó hồi xưa có cái phim hàng đi, cái cô bị chuyện tim nặng mà cô yêu cái anh bạn ở trọ,
bên Hồng Kông á, bên thằng nhà đó chứ, là bệnh nhân mà bị tim nặng thì không nên lấy chồng, mà khi đã lấy chồng thì không nên sinh con, bởi vì khả năng tử vong rất lớn, người ta chết sớm. Đó cho nên thường thường người ta bị tim người ta ít, thường thường mấy cái người xưa đó, người ta có con người ta bị tim á, cái người ta ít cái cho quan hệ với ai lắm, tại vì sợ con gái hay gì đó, con gái mà bị tim á, nữ thân nghe, nam có nghe. Bệnh tim á thì lỡ yêu ai đó thì rất là khó, nó thường thường nó yêu cái là cái tim chứ nhưng nó cũng dễ bị mệt đó. Đó thành ra là người ta thường thường từ xưa mà con có con bệnh tim đó, người ta ít có cho đi quan hệ với người khác ở nhà thôi, được cưng chiều nhưng mà ở nhà thôi, tại vì sợ bị yêu đương, tức là cái tuổi mà cặp kê là người ta đi. Thành ra khi mà bệnh tim nặng á thì thường là người ta nói với trường hợp mà tranh thường vẫn có thể được, chứ không phải là mổ bắt con đâu. Tuy nhiên những trường hợp mà chân thường nhẹ nhẹ thì người ta có đủ khả năng gặn á, thì người ta sử dụng bằng bọc xếp á, nhưng mà cái bọc xếp bây giờ người ta không có xanh nữa, xanh bọc xếp đúng không? Có bọc bằng bọc xếp không? Hay bỏ rồi có không? Có chân giúp thì có hai loại chân giúp bằng văn tu, tức là giác hút, hay còn gọi là giác kéo đó, người Bắc kêu bằng giác kéo còn mình kêu bằng giác hút. Cái thứ hai là xanh bọc xếp, hai cái đó khác nhau à. Xanh và quan tu thì bệnh nhân cái còn đủ sức gặn mới được, còn xanh bọc xếp thì không cần cái gặn. Nói với người bệnh tim người ta không cho gặn, cho nên là xanh bằng bọc xếp, mà bọc xếp bây giờ là rất ít xài sử dụng, cho nên là những cái người bệnh tim mà khả năng xanh được dưới khó khăn thì người ta không bắt còn. Còn bệnh gì nữa không? Bác cho con hỏi là cái tiền sản giật nó kèm với khởi phát triển dạy không thành công, mình nói mổ nếu như tiền sản giật thì mình khuyến khích đẻ đúng không bác? Đúng rồi, tại vì tiền sản giật phần lớn là tại vì là con nó nhỏ, phần lớn mà tiền sản giật là hơi cạnh trăm giường, ít có khi nào mà tiền sản giật con to lắm, trừ khi trường hợp bệnh nhân tiền sản giật vừa đái tháo đường thì có thể cao. Tối này có con ca đấy, tối nào chưa cài tiếng, tối nào chưa cài tối, có con ca đi mổ mà phải không, ca mổ thứ hai bệnh nhân bị tiền sản giật cộng với đái tháo đường thai kỳ. Nhưng mà đấy tôi được gì bà này mổ ra được 2.8, lý do bà bị tiền giật, cho nên là xin lỗi chứ. Alo bác nghe qua lễ thì thứ mấy ta, thứ năm mới được, tại vì thứ tư bắt đầu bệnh tim nặng còn gì nữa. Ngoài ra nhiều khi có thì cũng có mấy trường hợp mà bệnh nhân bị bệnh qua liễu, như lại gì mồng gà nhân dân ta không cho sanh đường dưới nha. Nó tóm lại là những cái bệnh lý mà người ta không thể sanh đường dưới thì là mổ bắt con. Nói chung nó còn dài, nó còn rất là nhiều. Lý luận ra một cái nguyên nhân để mổ bắt con thì rất là nhiều, lái qua hồi nó cũng đủ thứ đó. Nhưng mà cái cơ bản là như vậy, nắm được cái cơ bản thì ta sẽ suy diễn ra mai mốt mình sẽ làm cái gì. Thứ hai là con thứ nhất tại gì con to là nhiêu, trên 3.500 gram. Hả? Trên 3.500 gram. Đến 3.500 gram đối với người đối với người Việt Nam, có nhiều người nước ngoài. Nhưng mà bây giờ người phụ nữ của người Việt Nam bây giờ sinh con 3 kg rồi nhỏ xíu, con bây giờ là 3.5 kg. Tuy nhiên cũng theo nguyên lý bây giờ thì vậy thôi, trên 3.5 kg được cho là con to, thì ra sinh có khi ba phần lớn nha. Bây giờ sinh 3.5 kg là trên dưới 3.5 kg là bình thường, chứ không còn là con to nữa. Bây giờ phụ nữ cũng đô con hết rồi. Rồi thứ hai, con to thì nó có con to mà khung chậu bình thường là con to, còn con mà con không phải to mà khung chậu giới hạn thì cũng phải mỏi là nãy mình nói rồi. Còn mấy cái gì nữa, con to có gì nữa, nói với thai suy thai chút đồng qua làm gì? Cho đập nằm chứ cho nằm nghiêng hoặc là cho thuyền đưa để chưa hoặc là trên hai cái lần.
đúng rồi. Chia tay đó là chia tay còn hồi phục. Chia tay này tên chia làm hai, chia làm hai. Một là suy thai còn hồi phục là sao? Là tim thai nó trên 160, tim thai nó trên 160, trên 160 hồi tối cũng có 1 ca. Muốn bằng chân không? Có nhiều gì? Ca nào biết không? Đó thì cũng đi không biết làm gì. Chụp ca nào? Hả? À, cái ca bị ho. Đúng rồi. Thì tim thai ở đây là do? Là do số. Mà chúng ta là do số. Cho nên là cái ca ta không có xử lý bằng mổ bắt cò đúng không? Tới giờ nó tạo mà. À, cho nên là khi mà tim thai nó nhanh thì mình phải coi lại lý do là nhanh tại sao. Ví dụ như mẹ đang sốt thì đương nhiên nó phải tim thai nhanh rồi. Thì đó là tim thai, suy thai còn hồi phục. Chúng ta đâu có xử lý được đâu. Nếu mà cho mẹ hạ sốt muốn điện thai nó trẻ hết thôi, hoặc là người ta sẽ cho nhưng gì tản chương đó nằm nghiêng rồi cũng tản chương khi nó tự nhiên nó khỏi à. Rồi chi thai không hồi phục là khi nào? Mấy dưới 120 chứ 100, dưới 120 là kể gì không có hồi phục rồi. Là một tim thai dưới 120 còn gì nữa không? Cái này là chút nữa mình nói với phòng phụ, phòng phụ là nó liên quan tới cái này chút nữa, chút nữa. Ngoài ra thai nó còn gì nữa? Là cái này luôn cả với mẹ với lại cái thai, tức là gì? Là gì? Cái gì nãy giờ không ai nói hết hả? Hả? Khi thai không hồi phục, con to còn nhớ không? Ngồi bất thường, bạn có một cái gì hoạt động là cái ngôi, ngôi bất thường. Ngôi bất thường là cái gì? Mọc là ngôi ngang, tranh được. Quá không? Thứ hai là cái gì? Ngôi mông tranh được không? Được khi nào? Quá? Ngôi mông tranh được khi nào? Ngôi mông đủ. Ngôi mông thiếu thêm được không? Vẫn được đấy. Nhưng mà không phải cái lý do đó. Ngôi mông tranh được khi nào? Là con phải phù hợp với cái đầu hậu chứ. Như vậy thì khi nào phù hợp? Ngôi mông tranh nghệ âm đạo đối với con so là phải là nhiêu? Là cân nặng á. Không biết. Ê, đối với trường hợp ngôi mông, lý do tại sao mà ngôi mông bây giờ người ta mổ hết trơn, phải không? Các cháu đi ra bệnh viện nào thấy ngôi mông người ta cũng mổ hết. Không biết con nhỏ con lớn mổ hết, đúng không? Tại sao biết không? Sao kẹt cầm hổng? Hả? Sao kẹt cầm hổng? Thay nhỏ kẹt cầm hổng gì? Chứ mà nhỏ hay lớn gì cũng được, cũng phải đi mổ chứ. Mổ xong rồi tìm cái cách nào đó để nói cho nó chứ người ta. Nói chung là có một cái chuyện rất là lớn, lớn chuyện của miền Nam này nè. Cho nên bây giờ các bác sĩ nghe thấy ngôn mông là bác sĩ lớn á mới biết được, bác sĩ nhỏ nhỏ thì không có biết. Nhưng bác sĩ nhỏ thấy bác sĩ lớn mổ thì bác sĩ nhỏ cũng bị mổ theo. Nhưng mà cứ có chút nữa tôi dạy kể cho cái chuyện một cơ mông tại sao bây giờ mổ chơi à. Nhưng mà cơ mông thì tranh ngã âm đạo đối với con so con rạ gì cũng có thể tranh được đó đó, nhưng với điều kiện là thai nó phải đủ vừa, đó là tránh kẹt đầu hậu thì thai nó phải không được to. Không được to ở đây là thai to đối với cơ mông nó khác với thai bình thường. Ví dụ như thai bình thường hồi nãy là thai to là khi nào nó hơn 3 kg 3 kg rưỡi, nhưng mà này khác này. Ngôi mông thì thai to trong trường hợp con so là nhiêu? Lớn hơn 2.8 là to. Con gà là con gà cha biết không? Biết con gà không? Con gà là sao? À, có người con gà không biết, con so không biết. À, những bạn trẻ trẻ giờ nói con thứ nhất, con thứ hai thì biết, con so con gà không biết. Con so là con thứ nhất, con gà là con thứ hai. Bắt đầu con thứ hai nó đi rồi, ta kể là con gà. Hồi xưa gọi vậy đó. À, như vậy thì con gà là thứ hai đi thì là bao nhiêu biết là to? Mấy? 3.2 kg là trên 3.2 kg bằng trên một bằng đó, 3.2 kg còn kia là trên một bằng 2.8 là nó phải dưới 3.2 kg. Cái đó cũng là một. Là ngôi mông. Cái đó cũng. Ngôi mông nha. Ngôi mông thì đối với con so là nó nhỏ hơn 2.8 kg.
gã là nhỏ hơn 3.2 là có thể tranh được đường dưới. Tranh được đường dưới thì biết các phương pháp tranh ngô mông là gì phải không? Trồng ngô mông không? Các phương pháp lấy đồ hậu biết không? Đâu ai dạy đâu biết, mổ chơi rồi. Ủa, có học cái bài ngô mông không? Có học cái bài xanh ngô mông không? Nói thì nói chứ đâu phải là mổ, tất cả đều mổ các con. Có những trường hợp mà người ta mổ không kịp thì phải sao, phải đẻ thì sao? Đại hạn như bệnh nhân vô, ở cái khu mổ trọn, ta nó chấp trọn. Xanh nó còn lẻ hơn là đi mổ. Thì ta làm gì? Như cái xanh ngô mông thì ta làm gì? Điện dùng pháp gì? Sovianop là làm sao? Chạm ở cái đạn rồi cho cái thai nó bình chỉnh tốt nhất. Với là cho cái tổ chức cung mở cho nó còn nó dễ hơn mức tốt nhất. Thai nó đọc. Nói chung là người ta làm sao? Em biết cái tiểu Sovianop không? Mình viết kiểu sao vậy đó. Rất nhiều người viết chặt cái kiểu sao cho nó. Nó viết được tốt, viết được là giỏi á. Cái chữ sô gian nó. Viết cái sao? Thủ thực sô gian nó. À, bữa nay mình học luôn cái này mau. À, tức là chuẩn bị đầu hậu để đẻ ngô mông. Là cái thủ thực sô gian nó do cái người tên sô gian nó đề xuất. Được thế giới công nhận là sử dụng luôn. Đặt lên cái thủ tục đó tên luôn cái người đó. À, câu rồi. Câu rồi thôi. Câu rồi coi làm gì, tôi coi được, tôi cũng coi được mà. Bạn cũng coi, bạn coi. Viết thử ra đúng không? Viết thử đi. Viết lại. Cho cho nó, rất nhiều người viết sai. Con Google nữa, mày mốt rồi con Google biết quen rồi tự nhiên lúc đây mở cái, ấy mày mở chi tiết cái tao coi lại cái chỗ này chặt tao quên rồi, trời chết nha. À, bệnh nhân đang mổ mà bệnh nhân nói, ấy mày mở chi tiết cho tao coi mẫu cái này là cái gì, cái bệnh nhân quả hồn chứ, bỏ xuống. Những người bệnh nhân nói, bác sĩ này, cái ca mổ của tôi ngày mai có nguy hiểm không bác sĩ? Nó dạ tôi không biết. Ủa gì bác sĩ có mổ lần nào đó chưa? Ca mình ngày mai là tôi mổ lần đầu tiên, các bạn bệnh nhân tôi cho tin về đi. À, cái bác sĩ chưa mổ ca nào cho nên thôi tôi nghĩ. À, cho da nó. Cái gì? Về đây đi dạ. Về đi dạ. Là coi trên Google. Hai là coi Google, các bạn là coi Google, các bạn là coi dữ liệu này. Ủa gì sao coi vậy? Đúng không? Các bạn là thấy sai không? Đúng không? Các bạn là thấy sai không hay là thấy đúng rồi? Hay là các bạn nào mới nghe lần đầu tiên đưa tay lên thử coi. Đó, nhiều đứa nghe, nhiều bạn nghe. Lần đầu tiên nghe chữ này, cứ lên đi. Có nghĩa là cái bài này ai giảng mà không có nói. Học cái bài ngô mông chưa? Học rồi. Xanh ngô mông đủ, ngô mông thiếu, ngô mông đủ thứ cho mình thiếu cái gì? Thiếu kiểu chân, kiểu quan, kiểu mông. Cái thủ tục cho ông Giang đó là cái người Ba Lan. À, chưa, cái Liên Xô nó cũng tên cái nốt nốt gì là chốc bà chốt, tôi biết chốc bà chốt không? Chốc bà chốt gì? Chốc bà chốt gì đó à? Không, cái này là chỉ dài. Mà là chữ nghe ta lại người ta ta cho nên mình viết cho luôn chữ V đúng rồi, ta cho nó, tức là người ta khi mà bệnh nhân mắc gặn á là người ta dùng cái chân bịt cái âm đạo lại. Thường thường cái này là bắt cái cô nữ sinh rồi bắt cái ghế ngồi á, bắt bệnh nhân gần gần chợ là hoặc là bệnh nhân độ ở chợ để cô nữ sinh bắt cái ghế ngồi. Nếu bệnh nhân mắc gặn là cứ đẩy lại giữ lại, bệnh nhân mắc gặn là giữ lại chứ không phải là giữ xuống để gì mà mỏi tay luôn ha. À, khi bệnh nhân gặn giữ lại, bệnh nhân gặn giữ lại, tức là gì? Khi mà bệnh nhân gặn dồn em bé xuống thì ở đây mình chặn lại, tức là không có đường thoát. Mà nó không được thoát thì làm sao? Nó sẽ giãn xung quanh hết,
thứ nhất giảng xung quanh là tạo cho việc tạo cái thằng chuyên môn nó giảng thật là tốt. Thứ hai khi mà nó siết mạnh như vậy đó thì khi tử cung nó siết thật mạnh thì cái đầu em bé nó làm sao, nó sẽ gục xuống, nó sẽ cú thật là nhiều, nó sẽ cú thật nhiều để cho nên là tại vì chuẩn bị để lấy cái đầu hậu ra, bởi vì sanh ngôi mông thì ta kêu bằng đầu xuôi, đầu xuôi thì tôi nó lọt cái đầu qua lọt luôn của mình, mà cái đầu cái mình lọt ra đầu chưa chắc lọt à, thì khi đi gì đó dừng gục quá, có mấy người dừng gục quá, cái sông chắc là nhỏ xíu vậy đó, chen cái người ra qua được, nhưng mà cái đầu đi kẹt lại, tại cái đầu bằng cứng mà đâu qua được, cho nên là muốn dừng gục quá thì thấy cái ảnh này mình mốt ở tù thì dừng gục thì cũng có nhớ nha, đứng ra mình rước nghe ra mình rước kẹt đó thì bắt luôn, nó bị bắt luôn, còn đứa đầu ra không ra thì chạy vô để người ta lít vô cái mình dọn đi, tới chỗ mình lọt cái đầu cái mình ra lít vô kẹt mất đi chở vô được đó. Cho nên là cái đầu xuôi thì đuôi lọt, thành ra là khi mà nó lọt xuống rồi là người ta chuẩn bị như thế, đó là cái phương thức là để chuẩn bị đầu hậu, còn lấy cái đầu là lấy phương pháp gì biết không, lấy đạo hậu là lấy gì, phương pháp gì, có hai cái thủ thực gì ai biết, vì sao mình hỏi học xong là hỏi như trên trời rơi xuống, thủ thực lấy đạo hậu tên gì, à không biết luôn, có nghe không, mở Google trả lời chẳng bắt luôn, phương pháp gì anh nó biết không, không biết luôn hả, không nghe luôn, không một bên rắc rắc là ta làm gì, là người ta kéo, khi mà lấy cái mông cái bình ra rồi người ta kéo xuống cho tới khi là người ta thấy cái hạ chẩm nó lấp ló vô cái như vậy là người ta bật em bé lên trên bụng mẹ, gọi là phương pháp à, đúng rồi, có chữ T mới đúng, phương pháp rắc à. À, có từ đó là trường hợp mà đối với con so, đối với con rạ, còn con so con rạ là người ta, tức là khi mà con so con rạ người ta lấy phương pháp khác nhau, người ta chuẩn bị trước luôn cái phương pháp đó để khi nào để gì con rạ dễ lấy hơn, tức là khi ta kéo tới hạ chẩm ta bắt cái bé lên, cái đầu tự nhiên cái đầu bé nó bật ngược lên là nó buông ra luôn à, lúc đó tại vì sao khi mình đã làm show gia nốt rồi nha, cái thằng chuyên môn nó thật là giãn á thì cái đầu nó mới bật lên được, còn không làm cho nó là nó chưa có đủ giãn, cái thằng chuyên môn bật lên nó không ra được tại vì nó dễ kẹt à. Trong trường hợp mà đối với con rạ tại vì cái thằng chuyên môn người ta đã giãn một lần rồi, nhưng mà đối với con so cái thằng chuyên môn người ta chưa có giãn, cho nên mình có làm là show cho nốt cỡ nào đi nữa thì nó không đủ giãn như cái người con rạ, cho nên người ta chuẩn bị cái phương pháp mới thứ hai là Morisso, biết được không, gửi dưới đi. Morisso là gì, là người ta cho cái tay vô khi là sanh em bé, em bé khi mà sanh ngôi mông á là không được là nửa em bé, với lại là không được kéo em bé, chỉ để chỗ tự nhiên thôi, không được kéo em bé. Ngày xưa người ta nói là kéo em bé thì có một cái câu là em bé nó nói cô ơi, tức là nó nói với cô nữ sinh kéo kéo á, cô ơi con đầu hàng, tức là khi kéo em bé thì em bé nó lại gì, khi kéo tuột xuống thì sao, tuột lên cái đưa tay lên, mà nó đưa hai cái tay lên là gì, cái đầu không lấy chứ cái nào, mà thêm hai cái tay nữa thì con đầu hàng, tức là đưa tay lên á là cái như khai tử luôn, đâu lấy được đâu, gạt luôn à. Thành ra là khi kéo không được kéo em bé, để cho nó chỗ từ từ, cái chỗ từ từ khi mà nó xuống rồi người ta mới lấy ra, cho nên là cái bài sanh ngôi mông bây giờ không dạy nữa là tại vì rất ít khi người ta so sánh, mà phần lớn là tại đi mổ hết trơn, là trong trường hợp mà bé nó nhỏ quá cho nên mới so sánh, cái không thôi mổ hết trơn được. Mối sơ mô sơ phải đúng không ạ, hình như có chữ ít ở sao á, đúng rồi, có chữ ít ở sao á, mối sơ à, nhớ nghe, anh ngôi mông. Có trường hợp mà ngôi bất thường là ngôi mông mà con to thì mới mổ, còn con rạch, còn mà con mà nó dưới này thì người ta có thả ra nhân tạo để tránh được chứ. Trong trường hợp mà mình làm cho đúng thì ở trước tranh quại gì, thậm chí là tranh không cho mà hơn 3 ký để tránh được, nếu như mình làm tốt cái chơi ra nó dạ là làm pháp rất đúng là tránh được hết rồi.
dân sở thì vậy con bây giờ con quý hết rồi, tất cả con 1, con 2, con 3 đều quý hết, cho nên là nó có à. Rồi bảo bạn nó đi chế như gì nữa, tao cũng thường tao cười còn có mong thôi nghe, còn gì nữa có gì nữa cô chán cô xúc chứa đó thôi, còn một cái nữa để tao gì cho em bỏ ngồi cặp có gì ngồi mặt ngồi mặt là sao này, khi nào xanh được cặp cặp cầm gì cầm để là sẽ đâu cầm gì cầm cầm trước và cầm vệ phải không, cầm trước và cầm với cái vệ, cầm cái cầm bé với cái vệ, cầm trước cầm cung và cái cầm bé với cái chân cụt. Tại sao cầm trước mổ được ớt xanh được mà cầm cung không được, ai biết, ai biết không, đồng não chút đi, về đồng não chỉ nhớ tại sao vậy, là khi em bé nó rửa ra tối ra thì cái đường kính lọt của nó là cái đường kính gì, cái đường kính hạ cầm tốt trước nó có 80 năm cho nên nó lọt được, đúng không? Khi mà nó lọt qua cái cầm rồi thì sao, nó có cái gần cái cổ, cho nên cái cổ nó lọt xuống cái cổ thì nó bật được cái cổng ra, nhưng mà cái cầm cùng cái cầm sau á thì nó lọt đâu, nó mắc cái chân cụt mà, nó mắc cái chân cụt nó đâu có ngỡ được đâu, thì nó sẽ lọt lên cái đường kính nào, đường kính lớn nhất của cái đầu là đường kính gì, thượng chẳng cầm là cái đường kính 13-5 cm không thể nào lọt à. Thế cho nên trên thôi bạn thì chỉ có thôi mắt cầm cầm dễ mới thành được là cái đường xanh, nhưng mà thường á thì cái con mặt mà nói chung là những cái con bất thường này mà xanh đối với bây giờ đó thì chỉ có những em bé nó nhỏ xíu thôi nó xanh được, còn lớn á là bác sĩ đi mổ hết giờ rồi, mà mấy cháu mà thấy em bé mà xanh con mặt á tội nghiệp đó lắm, biết sao cái mặt nó giống chưa băng giới vậy, cái mặt nó trình ghe nó đưa cái mặt ra trước mà ai cũng chọc vô chọc biển chọc mổ chọc ngoài ra cái mặt chưa chịu dùng vậy, nó phù thôi cái mọi nó phù lên là giống như là chưa băng giới làm thế thân nghiệp lắm nghe nó trình được cực kỳ hả, chưa là cũng chớ gì hả trời. Rồi còn gì nữa, nó bất thường bỏ gì nữa, còn gì nữa không, nói tóm lại là nó liên quan tới cả mẹ lẫn con, và những cái trường hợp này là điều trẻ chuyển ra trẻ bỏ hết nha. Thứ hai, thứ ba là cái gì, phần phụ, phần phụ thì có gì, phần phụ làm gì, một là gì, nhau tiền đạo, nhau tiền đạo thì nghe nhau nào chơi mổ nhau nào có thể sanh được không, nhau tiền đạo sanh được không, trời coi nè, có lại cái nào, nhau bấm thấp mà không ra quyết à, nhau bấm thấp với điều kiện là không ra quyết. Thứ hai bấm mép được không, được không, thứ hai bấm mép sẽ được với điều kiện là bấm mép khi chuyển dạ hoạt động cổ tử cung hơn 4 phân thì có thể xem bấm mép sẽ được, lại tại sao sẽ được phải không, lúc đó cái đầu đây những người đầu nữa nha, nó chọn là cái đầu thai nhi là cái gì nó lọt xuống rồi, nó lọt xuống cái đầu nó đè vô cái cổ tử cung, mà nó đè vô tử cung thì nó hai năm nó sẽ đè vô cái mép nhau á, nó chặn lại cho nên không chạy máu. Trong trường hợp mà ngôi trang tiền đạo á, nói vậy chứ hồi xưa thì làm vậy, chứ còn bây giờ á thấy nha tiền đạo là mổ sạch rồi, không có thay đổi, bác sĩ cứ mổ hết đi thôi, nhưng mà nói đi học là phải nói cho nó rõ ha. Nhau tiền đạo thì nhau tiền đạo trung tâm, nhau tiền đạo bán trung tâm cộng với các nhau tiền đạo khác có chảy máu, như tiền đạo bấm thấp hoặc là bấm mép thì có khả năng xanh được đường dưới nếu không chảy máu ha, với tiền đạo bấm mép cũng vậy, phải chỉ dạng hoạt động, còn chỉ dạng mà chỉ hoạt động thì cũng xanh được. Rồi còn gì nữa, nhau mông non còn gì nữa, nhau cạn được, nhau cài găng lược thường thì sau khi sanh thì sau mổ mới phát hiện, nhưng bây giờ trên siêu âm có được thì là cũng có thể phát hiện là nhau cài găng lược, nhưng mà nhau cài găng lược thường á ít có khi nào nhau cài găng lược trên bệnh nhân con so lắm, ít cũng có,
Nhưng mà thường thường bệnh nhân nhau cài gân lược, bởi vì bệnh nhân phải có những cái thủ thuật gì liên quan tới dây tử cung thì nó mới cài gân lược. Còn nó không có cái thủ thuật, bệnh nhân người ta là nguyên vẹn thì không bao giờ có cái chuyện nhau cài được. Chẳng hạn như đối với con so thì cái gì mà dễ nghe cài gân lược, bệnh nhân có tiền sử nạo thai quá nhiều, cái chuyện nữ nạo thai quá nhiều là phải có. À, bệnh nhân cứ nạo thai liên tục, cho nên là cái cơ đi cung nó mềm yếu, mất được cái niềm mạc, cho nên nhau nó bám vô. À, hoặc là bệnh nhân có sẹo mổ cũ, bệnh nhân có cái sẹo mổ dân sơ, bệnh nhân có cái sẹo gì liên quan đến tử cung, bệnh nhân có cái dị dạng tử cung mổ để tạo hình viên tử cung, thì đây là nguyên nhân dẫn đến nhau cạn lược. Còn gì nữa không? Nhau bông non nhau cạn lược, còn gì nữa không? Dì gốm. Sa dì gốm. Sa dì gốm là một cái cú rất là nặng, rất là nhanh. Khi mà sai dây gốn đối với người mông là cái chuyện bình thường. Sai dây gốn đối với bà chọn là một cái cấp cứu rất nhanh chóng. Thậm chí sai dây gốn mình người cô nữ hồi sinh phải đẩy thọt cái tay vô trong, đẩy cái đầu lên để cho được đó, nó phát triển được. Khi mà sai dây gốn mà có cơn gò đó thì cái đầu bé nó đẩy xuống, nó ép cái dây gốn vùng máu nó qua không được. Ha, nên là sai dây gốn. Có những trường hợp sai dây gốn trong một ối, tức là nó có nhiều quá, nó lọt xuống một đường trước cái đầu bé, người ta cũng không dám bấm mổ luôn, cũng hay đi mổ luôn. À, còn gì nữa không? Nước ối. Nước ối sao bị mổ? Nước là vô ối. Rồi tiểu ối nặng là cũng hay đi mổ đó. Trong trường hợp mà tiểu ối trung bình thì người ta có thể là sẽ bắt đi gà thử. À, rồi gì nữa? Nhiễm ối. Nhiễm ối nó liên quan đến cái suy tai. Hồi nãy mình nói suy tai, mình chưa có nói vô cái chỗ suy tai nó có cái nước ối là người ta cũng có được suy tai. Vì thì cái ối gì mình đang nói là suy tai. Hả? Nước ối thì sao vậy? Có suy tai. Màu xanh, màu xanh. Nước ối màu xanh. Nước ối màu xanh ở đây nó có hai loại: suy tai trường diễn và suy tai cấp. Suy tai trường diễn là sao? Không nói màu vàng. Đi học nó màu vàng lắm. Đi học là thầy cô nói nó màu vàng thì mình biết thôi. Còn khi cắt này nó màu xanh. Cầm sai. Tại vì không mãi không biết được tại sao có phần lớn mà là em bé liễu con su con chưa nó màu vàng sao? Nhưng có một số mẹ trẻ phân xương của nó vậy còn vậy. Nhưng mà ở đây trường diễn với lại thi tên cấp không phải là vàng hay là cái màu, mà là lõm hay đặc. Trong trường hợp em bé đi thi trường diễn, tức là trên trường diễn là thi cấp. Thi trường diễn là em bé nó đã từng thi sai trong bào thai mà nó chưa có đẻ. Chẳng hạn như cái ca hôm qua buổi táo trực, bệnh nhân đang sốt, chắc chắn em bé nó cũng sẽ sốt. Mà nó sốt tức là nó lại thiếu oxy não, mà nó thiếu oxy não nghĩa là gì? Nó tống một xu. Tức là em bé này hôm mà mẹ đang sốt thành nó đẩy một xu trong bụng rồi. À, nhưng đó là trường hợp là nó chuyển dạ rồi. Còn những trường hợp mà chưa chuyển dạ, chẳng hạn như thai 30 tuần hay mấy tuần, 32 tuần bệnh nhân vẫn có những trường hợp có những cơn bị bệnh. Khi bị bệnh như vậy á, mà bệnh mà mẹ không điều trị á, thì bé nó cũng bị bệnh, nó chỉ một xu, một xu một chút thôi. Cho nên nó sẽ pha loãng cái nước ối, nó thành ra một cái nước ối màu, ngã màu mà loãng. Đây là người ta gọi là chi thai trường diễn. Mà chi thai trường diễn tức là nước ối có lẫn phân chu nhưng loãng, tức là em bé tống phân chu hồi trước á, chứ không phải thì mới đây. Nhưng hiện tại bây giờ mới tống phân chu, tức là em bé đang chi thai, nó mới tống phân chu, tức là ối đặc. Bây giờ mới gọi là chi thai trường diễn. Cho nên cái phân biệt cho nó rõ, chi thai trường diễn là nước ối nó có màu vàng hoặc xanh nhưng mà nó loãng, còn chi tay cấp là nước ối sạch lẫn phân su, đó là chi tay cấp. Tóm lại là chỉ định mổ bắt con có mấy phần như vậy, phần mẹ, phần con và phần phụ. Ở đây là chỉ có những cái cơ bản thôi, còn thực tế thì nó còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng hạn như bệnh nhân muốn mổ cái giờ đó với cái ngày đó cho nó đúng. Hả? Bệnh nhân nói với bác sĩ là đi khám bác sĩ, bệnh nhân là thân chủ của bác sĩ. Nói bác sĩ ơi, ông thầy mổ ông coi ngày mai em mổ lúc 9 giờ là tốt nhất. Bác sĩ mổ thì em cứ 9 giờ. À, bác sĩ là thân chủ mà. À, bác sĩ sẽ mổ lúc 9 giờ.
thì 9 giờ bệnh nhân đi, bệnh nhân phải vô 7-8 giờ, nhưng mà 9 giờ lấy lý do gì mổ, tự nhiên đi mổ à? Thì phải có lý do. À, cái lý do dễ nhất là gì? Nếu có phân chua là thấy. Nếu có phân chua là thấy. Cái gì mà người ta không kiểm tra được? Không có vết mổ mà. Không có vết mổ luôn mà, không sao mà. Thiểu ối thì đi siêu âm. Bác sĩ siêu âm đâu có gì thiểu ối đâu, tự nhiên bác sĩ siêu ối. Việc khai bác sĩ, khai bác sĩ rồi, một mình thì dễ rồi. Muốn làm sao làm. Chỉ dạng ngưng tiến triển. Con bất thường thì có con người lúc xung quanh. Con bất thường thì nó cho cổ tử cung bao nhiêu. Cổ tử cung chưa có mở mà con bất thường như vậy. Cổ tử cung mới có ngón tay à, con bất thường như vậy. Có bằng cách, bác sĩ dễ ơn. Không ai kiểm tra được rồi, không ai biết luôn. Bây giờ có môi ra tòa án cái hỏi thì cũng không biết luôn. Là sai như vốn trong Phật thôi. Hỏi là người ai biết? Có sai lúc đó hay không? Không có cái gì mình chịu ăn đâu đó, sai như vốn. Đó là cái người đọc, không nghe bác sĩ mình có thay chủ vậy ha. Không ai kiểm tra được, không ở tù. Có thư viện gì nữa là ở xuống tu thôi. Khi mà bệnh nhân có cái gì người ta thư á, ta coi lại bác sĩ một lúc mới sai nha. À, ví dụ như bệnh nhân mà mở mà ví dụ như bệnh nhân tử vong do nguyên nhân gì biết, nhưng mà thưa ra tòa án thì người ta quay ngược lại là bác sĩ chỉ định mổ đúng hay sai, dứt hay cái đã, cái ca này mổ đúng chỉ định hay không. Lúc không có chuyện gì cho thì làm gì cũng được hết á. Mà khi mà bệnh nhân thưa rồi thì cái bệnh án nó bị giam lại, giam thì các nhà khoa học của tiếng trên người ta sẽ chú coi bác sĩ này chỉ định mổ đúng hay sai để cho bệnh nhân tự do. Thì chúng ta sai gì muốn cho một khối mổ làm thì được. Ủa gì bằng chứng là mình chẩn đoán là sai gì đó thì bỏ đúng không? Mình phải có bằng chứng để mình chẩn đoán cái đó mình mới đi mổ. Thì mình ghi vô là mình sai nó gốc, mình chờ thấy trên chiếc đầu nó có gì gốm thì mổ ra, ai thấy. Không, nhưng mà ý con hỏi là tại sao mình chẩn đoán được cái đó, mình có cái gì để mình chẩn đoán được cái đó? Không có chẩn đoán, nó đâu có đâu chẩn đoán. Nó đâu có xảy ra đâu mà chẩn đoán. Nó có xảy ra trong trường hợp bệnh nhân là bà hỏi. Có thể có luôn, có thực tế là có nha. Cái đó thực tế là có. Trong trường hợp bé nó đa ối, cái đầu nó chưa có bình chỉnh, nó lắc qua lắc lại, nó lắc liên tục, trong khi nó nằm ngang, nằm vui, đi là nước ối lỏng bỏng mà. Thì một người dây gốm nó sẽ lọt xuống. Lúc đó mình cáo bằng đạo, mình thấy cái dây gốm nó ngồi xuống dưới đó. Mà nó lạ đào lọt xuống rồi, sao nó lên được. Cho nên bấm mối cuộn cho bấm nó chạy ra ngoài. Bấm mối chạy ngoài là phải đẩy cái đầu bé lên à. Nó đè vô là bé nó chết, còn trong bọc nước thì nó không sao. Nhưng mà nó lọt xuống là cũng được, cho nên là chai gốm một hối khả năng là sẽ không được rồi, phải đi bỏ thôi. Mỗi trước, mỗi sớm thì nào cũng được. Đó, nói chơi về đề thôi. Không có trong bài thì nó không học. Cặp cái đó đi muốn kiếm tiền nha. Rồi, có thể đấy các bạn có xây dây rốn này là mình có cần sơ lý tiết cho bệnh nhân sai dây gốm là bỏ ối à? Dạ không, cái là trong trường hợp sai dây gốm là dây gốm nó lọt ra ngoài đó. Trong trường hợp sai dây gốm là dây gốm mà dở ối nè, là cái nùi dây gốm nó ra ngoài em đạo rồi, nó nằm trước, nó trình diện trước cái đầu em bé, một nùi dây gốm ở đầu trầm trọng bé này nè. Thì lúc này là cái gì chưa thấy là nào à? Cô nữ học sinh phải chọn ngón tay lên đẩy cái đầu lên, đưa lên tới phòng sanh luôn, trong phòng mổ luôn. Cô đó ngồi trên ở đó lên đó luôn, cứ để cái tay này hoài luôn cho đến khi nào người ta chuẩn bị xong xuôi rồi bác chỉ mổ bắt con thì con đã lấy cái tay ra.